hôm qua 17 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ như thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 41,2 độ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ 40,5 độ, Bắc Mê, Hà Giang 40,1 độ, Hà Đông, Hà Nội 41,3 độ, Hồi Xuân, Thanh Hóa 40,3 độ, Đô Lương, Nghệ An 40,3 độ độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 55%. Ở Bắc Bộ ngày 18 tháng 5 có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Ngày 19 tháng 5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 đến 45%.